Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Cửa cốc của thế giới càn khôn, ta đây nà. Lão tổ, sao ngài lại bị thương nặng như vậy? Ta cũng không ngờ rằng Mặc tộc vương chủ lại mạnh như vậy, nhưng mà hắn cũng không ổn. Lão tổ, hãy vào tiểu càn khôn của ta trị thương trước đi. Không biết tại sao vết thương của ta hồi phục càng lúc càng mất sức. Dù lần trước đã tiến vào tiểu càn khôn của người, nhưng cũng không có cải thiện gì cả. Theo lý mà nói, lực hồi phục luân hồi hồng trần có lẽ là cũng không tệ mới đúng. Có lẽ không phải là vấn đề về công pháp, mà là lão tổ ngài đã thay đổi rồi. Ta thay đổi ư? Lão tổ, công pháp luân hồi của ngài vô cùng đặc thù. Hồng trần tẩy luyện có thể khiến cho vết thương của ngài nhanh chóng hồi phục. Nhưng luân hồi nhiều lần, ngài cũng thấy quen với chua ngọt đắng cay của nhân gian, dần dần bị tê liệt rồi. Ta cảm thấy ngài có thể thử quay về trạng thái ban đầu. Trạng thái ban đầu tốt lắm. Người được đấy, ta sớm đã nhìn ra có gì đó sai rồi. 3 tuổi chưa hài lòng còn trẻ. 3 tuổi chưa đủ hài lòng còn trẻ sơ sinh. Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. Ta hy vọng ngài có thể quên đi tất cả ký ức, đi vào trong tiểu càn khôn của ta để trải nghiệm lại bách thái hồng trần. Phải quên đi tất cả ký ức cơ. Không sai, chỉ có quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu, ngài mới có thể hình lĩnh hội được chân tình trong hồng trần. Có lẽ chân tình này mới là mấu chốt để ngài đột phá. Chân tình, ta không cho rằng cái thứ nhàm chán này sẽ ảnh hưởng đến công pháp của ta. Nhưng mà ta quả thật đã ở Mặc chi chiến trường quá lâu rồi, đã nhìn quen sinh tử ly biệt và thế thái lạnh lẽo. Ngươi nói có lẽ cũng không phải là không có lý. Vậy thì để ta giúp ngài, ta có cách có thể phong ấn ký ức của ngài, để ngài thật sự bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì chiến tuyến phải làm sao? Ta sẽ nghĩ cách để kéo dài, nhưng mà ngài nhất định là phải tranh thủ thời gian. Dù sao, ngài và vương chủ ai dưỡng thương xong trước là liên quan đến thắng bại của cả chiến cục. Được. Vậy ta sẽ cược với ngươi một lần. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai, trên Thanh Sơn. Ở đây từ lúc nào lại có thêm một căn nhà gỗ vậy? Có người hay không? Ơi, căn nhà gỗ đột nhiên xuất hiện lại có thêm một tiểu cô nương. Không lẽ ban ngày mình gặp phải quỷ? Không có ý mạo phạm? Không đúng. Đứa trẻ này hít thở có gì đó sai sai, hình như là bị bệnh rồi. Quản cô ta là người hay quỷ, mình cũng không thể nào thấy chết mà không cứu với một đứa trẻ được. Nóng quá, đứa trẻ này bị bệnh nặng như vậy, mình phải nhanh chóng đưa cô bé đi tìm đại phu. Cố gắng lên. Lão tổ, chuyện của Mặc tộc, ta sẽ xử lý, tiếp theo phải dựa vào bản thân của cô rồi.